Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hương. Trong video hát hôm nay, Hương xin chia sẻ là một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Ngọn Trúc Đào, ca khúc được phổ thơ từ bài thơ Trúc Đào của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên. Bài hát là sự hoài niệm về mối tình ngây thơ, trong sáng nhưng không thành của tuổi trẻ. Với giai điệu nhẹ nhàng, bình ổn, không sử dụng những quãng nhảy và những nốt cao, cùng với lời ca ngắn gọn nên ca khúc tương đối dễ học và dễ thuộc. Hương nghĩ rằng tất cả mọi lứa tuổi đều có thể yêu thích ca khúc này. Và trước khi bước vào phần đọc hát, cô chú anh chị và các bạn đừng quên nhấn like, comment những cảm nhận của mình và giúp Hương chia sẻ video này đến những người thân, bạn bè để cùng biết và cùng học nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần tìm hiểu những ký hiệu trong phần lời ca. Đầu tiên là dấu tích màu đỏ hình chữ V là nơi chúng ta lấy hơi khi hát. Vòng cung là từ chúng ta sẽ luyến. Và nhấn phách để tạo ra nhịp độ ổn định. Cô chú anh chị và các bạn hãy cùng Hương nhấn phách để cảm nhận về nhịp độ nhé. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Trời thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn. Chúng ta sẽ cùng học ca khúc này ở giọng và thứ và có thể hát ở điệu bolero. Bây giờ cô chú anh chị và các bạn hãy lắng nghe giai điệu câu đầu tiên và học hát theo Hương nhé. Điệu câu đầu tiên cũng vừa phải, không quá cao, nên chúng ta sẽ lấy hơi, nhấn chặt cơ bụng và có xu hướng đưa thanh ra phía ngoài cửa môi răng nhé. Chiều xưa có ngọn trúc đào, có ngọn trúc đào. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Nếu như chúng ta cảm thấy đuối hơi thì sẽ lấy hơi sau từ rụng cũng được, nhưng lấy hơi nhanh và lấy hơi ít một. Còn nếu nhiều hơi thì chúng ta sau từ em chúng ta mới lấy hơi nhé. Trời thu gió lạnh êm đềm. Trời thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Trời thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Trời thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Trời thu gió lạnh êm đềm. Trời thu gió lạnh êm đềm. Vàng sân lá đổ. Vàng sân lá đổ. Trời thu gió lạnh êm đềm. Vàng sân lá đổ, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Trời thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Chúng ta tiếp tục. Trong giọng nữ chúng ta sẽ vốt sang ngâm gió nhé. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi sao ấy là ngơ ngẩn nhỉ.
cho ngỡ ngẩn nhìn. Từ ấy chúng ta cũng vuốt sang âm gió nhé. Tình tôi sao ấy, tình tôi sao ấy là ngỡ ngẩn nhìn. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi sao ấy là ngỡ ngẩn nhìn. Chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ khổ này. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Trời thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi sao ấy là ngỡ ngẩn nhìn. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Trời thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi sao ấy là ngỡ ngẩn nhìn. Chúng ta sẽ sang khổ tiếp theo. Để học kỹ thuật hát theo lộ trình bài bản dành cho những người lớn tuổi, hãy đến với chọn bộ kỹ thuật hát bằng video mà Hương đã dày công, tâm huyết, xây dựng. Cùng với việc hiểu nguyên nhân tại sao mình hát mãi mà vẫn chưa hay và cách áp dụng các mẹo, quy tắc hay các mẫu luyện mà Hương đã biên soạn sẵn trong khóa học chắc chắn sẽ giúp cho cô chú anh chị và các bạn thay đổi được khả năng ca hát của mình một cách rõ rệt. Để mua khóa học, cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ 0977199628 nhé. Nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lê, nhìn em 16 như cành hoa lê. Nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lê. Nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lê. Nhìn em 16 như cành hoa lê. Nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lê. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Đối với giọng nữ cao quá thì chúng ta sẽ vuốt sang âm gió ở đuôi một số từ, ví dụ như là ấy ấy. Rồi mùa thu ấy, rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 tám, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lê. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Rồi mùa thu ấy qua đi, rồi mùa thu ấy
lạnh lùng. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng, tình đi lấy chồng. Hàng cây chút lá tình đi lấy chồng, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Nếu như thiếu hơi thì chúng ta có thể lấy hơi sau từ lá cũng được. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ hồ này nhé. Nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lê. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Chúng ta sẽ sang khổ cuối cùng của ca khúc này. Giai điệu khổ cuối cùng lại quay lại, lặp lại khổ đầu tiên. Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, chiều nay nhớ ngọn trúc đào. Mùa thu lá rụng bay vào sân em. Mùa thu lá rụng bay vào sân em. Mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Người đi biết về phương nào, biết về phương nào, biết về phương nào. Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Để học kỹ thuật hát theo lộ trình bài bản dành cho những người lớn tuổi, hãy đến với chọn bộ kỹ thuật hát bằng video mà Hương đã dày công, tâm huyết xây dựng. Cùng với việc hiểu nguyên nhân tại sao mình hát mãi mà vẫn chưa hay và cách áp dụng các mẹo, quy tắc hay các mẫu luyện mà Hương đã biên soạn sẵn trong khóa học, chắc chắn sẽ giúp cho cô chú anh chị và các bạn thay đổi được khả năng ca hát của mình một cách rõ rệt. Để mua khóa học, cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ 0977199628 nhé. Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Chúng ta vừa học xong ca khúc Ngọn Trúc Đào, sáng tác anh Bằng, lời thơ Nguyễn Tất Nhiên. Bây giờ Hương cùng cô chú anh chị và các bạn sẽ ôn lại toàn bộ bài hát này nhé. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Trời thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai
Nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lê. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Chúng ta vừa học xong ca khúc Ngọn Trúc Đào của nhạc sĩ Anh Bằng. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng Hương trong suốt buổi học ngày hôm nay. Hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video này đến tất cả những người bạn yêu ca hát nhé. Hương xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những phần học hát tiếp theo.